Công an huyện Cẩm Khê vừa xác lập chuyên án triệt phá đường dây buôn bán vận chuyển pháo nổ và pháo hoa nổ số lượng lớn, thu giữ gần 400 kg pháo các loại. Trước đó, vào hồi 20 giờ 15 phút ngày 2 tháng 1, tại km 78 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Công an huyện Cẩm Khê bắt quả tang Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989 ở xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, điều khiển xe ô tô vận chuyển 60 dàn pháo hoa nổ và 10 cuộn pháo nổ, tổng khối lượng 118,6 kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Kiên và các đối tượng có liên quan, gồm Phạm Tiến Minh ở xã Phú Lạc, Nguyễn Văn Tuân ở xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, Hoàng Văn Nam ở thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trên 372 kg pháo hoa nổ, pháo nổ. Chiều cùng ngày, đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Hùng Cường, sinh năm 1982 ở xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, đã ra đầu thú. Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện Cẩm Khê triệu tập Vàng Xeo Quan, sinh năm 1992 ở tỉnh Lào Cai, là đối tượng bán pháo hoa cho Phạm Hùng Cường. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.